nguyên dân. Bài này của thầy viết tại Bạc Liêu ngày 18/5/1942. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trương Minh Tăng đến diễn đàn làm học sinh. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý vị quan khách và chư quý vị đồng đạo, hôm nay là ngày 17 tháng 5, cũng là ngày mở đầu chương trình đại lễ 18 tháng 5, ngày mừng kỷ niệm 85 năm ngày Đức Quỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. Và được sự chấp thuận ban tổ chức, tôi xin được phép đọc bài sứ mạng của Đức của Đức Thầy. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình bật định một nguy cơ thảm họa sắp tràn đáng. Ta đây thì không thể đem phép vệ linh cứu an tai họa, chiến tranh tàn khốc với loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà tự nghĩ, xin trong dòng đất Việt Nam này trải qua bao kiếp chống địa cầu nặng lộn mấy phen, tùy cơ mắt chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại, để thu thập những điều đạo học kinh nghiệm quyền thắm, lòng mê si đã diệt, chữ vị kỷ đã mang, mà kể lại nguồn gốc phát sinh trải bao đời giúp nước vua dẫn cũng đều mãi chính cứ nơi đất Việt. Dầu xác của quỷ thần đất Việt chớ bao liền, những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ tiền ẩn thoát, gọi dừng ân đức Phật lòng là quảng đại từ bi, hiện đi nội cảnh bất phá gia nhân mái quyền tớ đã định, lòng thương trong họ dướng cảnh đồ não, chỉ xiết xót thương đúng sanh giảng khổ. Nghĩ lúc còn là người trong nguyện tục, lắng lộn chốn mấy đồ, mà chẳng quản thân nhất thế cũng nên dẫn thân nghĩ quốc. Cũng chi ngay cơ màu trà tối tỏ, trốn chiều hầu trở vật chia minh, ngạo nhiên tứ hải dạo khắp tiên văn. Cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch hàm tâm. Sao chẳng ngồi đứng với vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn lén lỗi lóng hồng trần ngắm chuyển cảnh nghe nghe. Vì lòng từ ái chúa giang, thương bắt đến tới hồi tái quả. Phật dương đà chỉ rõ mấy diệu quyền chủ lập hội long quan, cũng đấng tu hành đạo ôn hòa, để ban cái xứng nghị xứng nuôi người đủ các thiện tâm đi giáo tiền đại đạo, định nuôi thông tấn cái của hòa bình với giảng quốc chư mang. Thiên tạo đà xác định các chúng sanh trong thế giới, trong cái hội hạ quân này phải mê lập lực kiềm tẩm trong những lợi danh để hướng nghiệp quả. Lực trời là chỉ tội chết kẻ hiểm cánh thì đất người tội ác quá nhiều, chứ Phật ngũ lòng tự bi cùng tác dị cho nên lắm thàm lộ thế. Trước cái ông khốn khổ sao chỉ rõ có quyền, khiến kẻ thế hướng thiện hoài đầu cải tà quy chống, thì mới mong thiên đình ân xá bất tội thanh, để biết cớ lâm qua trầu Phật. Trước biết rõ lực trời thượng bạc, cùng ngũ duyên nghe bậc pháp nhiễm màu, kiểu diệt bậc chân sư tu hành máu đất quả, sao làm dân bậc quốc hưởng sự thái bình, ở đời này pháp tu bế mạc thánh đạo chân du, người có trí tối đen đời lẫm ma du bấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy,
ai liệu đạo bất độ nào cũng trở về bất độ ấy mà trở tế nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái ông hồn đã những linh hồn đã trở yếu trong nhiều kiếp giúp ta nương đẩy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta quá hiểu ra đời để cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới bỏ pháp mà tưởng rằng ta thượng sắc tới đồng, chứ có về đâu diễn kiếp đã từ lâu chờ đến ngày đã trở nên. Nên phương pháp của ta thì trình độ có cảm tín ngưỡng kỹ năng chớ thì hỏi bậc pháp kẻ có lòng ngộ đạo nguy năng lấy gốc hiểu duyên cùng thầy hội dưới dùng nghiền hiểu tiên gia độ định để có kẻ thích căn lành nhờ thực mạnh cảm lòng từ bi tư nghĩ giới chân quen thảo thiết lê dân làm thắng thắng thiết mà lời lành nghe tử hồ như nhớ như quân nên kẻ xa xôi từng dẫn dẫn lớn người đã nhiều tiếng để nhầm thấy. Nói chung từng tháng đó ta cùng đức thầy mà ta hiểu cùng mình biết vững bước một tiết lộ mấy thiên cơ chuyện có kẻ xa gần điều rõ biết hầu căn năng đại quá làm lạc còn kẻ cảm tỉnh đông sao đền đầu cũng chẳng chấp thật tiếng không chỉ bảo vẫn biết đời lan xa sống kỳ hết nước yêu mình dẫn chúng yêu nhưng mà ta nghĩ nhiều đề kiếp ta cũng hy sinh vì đạo nào vãng sát thân kiếp chốt này đấy há là kiếp chí thân phàm tục sống vì tình tốt được tương thân cũng ủng hộ trở che sát phàm bất nổi thực hình và liên ngày 18 năm năm ngủ nam mô a di đà phật. Lời khuyên bộ đạo: khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu mình làm lỗi thì rứt bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng mang uống rượu cờ bạc ác viện chơi bời theo đàn điếm, phải giữ cho tròn luân lý tam quan ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng mang uống ta chẳng mang lười biếng, phải cần kiệm sốt sắng, lo làm ăn và lo tu hiền chân chất, chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài tiêu dọn cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà đành vỡ nhân nghĩa và đạo lý, đừng ích kỷ và xu phụng kẻ giàu sang của người nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoặc quyền rủa vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu chó bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội, còn những hạn ăn đồ cúng kiến mà làm mất bệnh là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì cõi diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa, phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đói rách và tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Điều thứ tám, tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng, về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu giới chúng sanh. Tất cả thiện năng tín nữ trong tôn giáo nhà Phật lúc rảnh việc nên thường coi kệ giảng mà giữ gìn phong hóa nước nhà, giữ những tục để chân chánh, bỏ tất cả những sự dị đoan mê tín thái quá mà làm cho đạo đức suy đồi. Đạo Pháp thường á,
nước